Xin chào mọi người. Như thường lệ, trên kênh em luôn để số điện thoại chủ nhà ở đây cho mọi người liên hệ trực tiếp. Trước khi xem video, mọi người ủng hộ em một like và một subscribe để giúp kênh được phát triển hơn. Em xin cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 46/11 đường Trần Thành Xu ở bên quận Nhất. Trước nhà thì rộng khoảng 4m. Đây là phía bên ngoài nhà của chúng ta. Trước nhà không hề có lỗi phong thủy như là cống hay là cục điện. Vì nhà là khu vực của trung tâm thành phố nên xung quanh có rất nhiều tiện ích như là trường tiểu học Trần Hưng Đạo, ngân hàng BIDV, bệnh viện răng hàm mặt, ngân hàng MB, quán cà phê, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, cửa hàng tiện lợi Family Mart, cửa hàng tiện lợi Cycle K, hai trường trung học và tiểu học Lương Thế Vinh và còn rất nhiều tiện ích cao cấp khác đi kèm. Nhà có diện tích là ngang 3m9, dài là 13m45, kết cấu là một lẫn ba lầu và sân thượng. Nhà ở hướng đông nam, giá đang kêu là 12,7 tỷ vẫn còn thương lượng. Nhà chủ hiện đang ở nên sẽ có một số phòng cá nhân không quay được. Còn bây giờ thì em mời mọi người xem nhà. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.